Chào các bác nhé. Hôm nay Xưởng Tượng Gỗ giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật mang giá trị rất là cao. Anh Hùng Tương Ngộ. Alo ạ. Alo anh Nguyễn Ngọc Phượng ạ. Bên trên này đại bàng, cánh đục rất là tinh, đục rất là kỹ đấy. Đại bàng rất là có hồn. Cổ bên dưới đấy ạ, rất là quằn quại. Cây tùng ở trên vách núi ấy. Kích thước của tác phẩm này là ngang 1 mét và cao 48, sâu 35 cm các bác nhé.